Nè ra ra cái này ra ra hốt cho nó đã một bài sáng gái quá mọi người ơi. Đánh đánh. Đúng đi thôi. Dạ thôi thì Linh Nhi cũng không có biết nói gì là cảm ơn chị đã ở đây để món cũng như là tặng cho mấy anh chị làm món quà tinh thần ha. Dạ. Tặng mọi người vài em gái miền Tây. Dạ. Dạ ở đây có ai miền Tây không? Dạ. 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 Sông nước khua chèo xuồng miền Tây mênh mông lạ ngước, con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba, cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò, nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lục bình trôi đến nơi phương trời, đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng, về miền Tây đợi chờ ai, thuyền tình qua về bên sông mong người em số mấy câu hò, ai buông tình tang tang tình đau nỗi lòng người tha phương, đang buồn cùng điệu quán thương bên cầu tre lắc léo năm nào, anh ơi nhớ anh lâu rồi anh trở về lại quê hương, anh ơi nhớ anh lâu rồi anh trở về lại quê hương. Đúng là ca sĩ. Wow, quá tuyệt vời. Phải là hát lại. Có hơi rung một xíu. Hơi rung. Mà hát lại gì là hay dữ dằn luôn á chị. Ở đây khán giả mà chị ca sĩ kêu cái lỗ máy hát cái đúng luôn. Đủ đã chị ơi. Nếu mà phải nhiều bài nữa. Thương cô gái ở Bạc Liêu đi chị ơi. Tụi em cũng rất là hiếm gặp được chị ở ngoài, cho nên có lẽ là chị tặng cho tụi em một bài đi để làm một cái kỷ niệm đáng nhớ. Bài thêm hai bài. Mỗi tay mỗi bài mỗi tay. Như xin hát một bài này là một cái kỷ niệm của Như, đó là Như hát cái bài hát trong cái sinh nhật của anh ông Năm Hữu Quốc, bài Người Tình Không Đến. Lúc đó là cũng là lúc mà Như nhìn xuống Như thấy cậu Năm Hữu Linh nhìn lên bài Người Tình Không Đến, và sau đó Như thấy cậu cũng có hát bài này, Như rất là trân quý cái tình cảm này. Như xin hát tặng mọi người bài Người Tình Không Đến. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi, tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối, rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Xúc động. Còn tàu vang lên xe đẹp thật hành, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà từ, sợ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Dạ cảm động. Vui vui đi mà. Dạ bài này thì nó buồn. Chuyện yêu đương, thương thương nhớ nhớ là thương. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càn rét nước, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Wow, hay quá. Cái bài này là một cái kỷ niệm của chị đối với cậu Nam Hữu Linh. Dạ, là lúc chị nghe lúc đó là Như hát trong cái buổi sinh nhật của anh nghệ sĩ Tú Hồng Quốc. Thì là lúc đó là Như nhìn xuống thì thấy cậu nhìn lên để mà mình
Thì đối với một người nghệ sĩ trẻ mà được sự quan tâm của một nghệ sĩ gạo cội như vậy á, đó là cái niềm động lực cho mình. Nó như làm bài nữa. Dạ thôi, chứ không dám đây vậy, như lên đây để cúng thầy, cúng cho lại cậu chú Linh thì để mọi người học như vậy. Cảm thấy xô với Như quá, Như rất là hạnh phúc. Thì lên YouTube cũng cầu xin cho sự nghiệp của Lê Như thành công. Và có một ấy thương nhân tuyệt vời. Dạ, trời ơi, được á, em thích câu này. Dạ. Túi khủng. Chụp hình đã, chụp hình đấy nè. Tay xuống. Bỏ bỏ tay xuống anh ơi, anh ơi, không đồng ý đâu anh ơi. Giờ còn mấy chàng trai xếp hàng dữ lắm. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Bây giờ chị lên bảo tàng không chị? Dạ, dạ đúng rồi. Để gì lên bảo tàng mọi người ơi. Dạ. Rồi, để gì. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Như cũng đã hát. Đi tìm uống nước không, lấy nước cho lấy nước cho tôi, cho chị lấy nước uống cả nhà ơi. Họ hút cũng có luôn, hút nước suối gì cho chị đi để ông ta chị hát phục vụ cho khán giả. Lấy cái khăn lạnh cho chị lấy Như luôn anh em ơi. À, mọi người thấy chị Lê Như quá dễ thương nha. Lên chứng được lên chứng bộ đó luôn á, đi bộ hơi xa đó, đi bộ hơi xa đó. Không xa, mình đi thì quen nhưng mà nhiều khi chị đi mang guốc thì đi không nổi nè. Dạ, giờ có anh nào độc thân anh cổng chị chịu lên người à. Dạ không sao, độc thân lắm. À, chị bây giờ đi lên viện bảo tàng nhà trưng bày, gọi là nhà trưng bày ảnh của cậu Năm Vũ Linh nó. Bây giờ mọi người nói chị đi xe đi, chị không chịu, quyết định đi bộ cho thành tâm. Cái này đường này là hôm kia gì đó, hôm kia là cái bộ tô thiên kim mà tới. Đúng rồi. Rồi tới đây mình rẽ trái luôn anh ơi. Mình rẽ trái men theo đường bên đây. Dạ. Đi mà có đau dò thì nói mấy anh cổng nha chị. Tài cổng. Tài cổng nha. Mình lên mình đi cũng phải ráng mình lên để mà mình chị ơi, xe này chở chị. Người ta nói là đi bộ nó ngộ hơn đi xe. Nhiều khi có xe lại le hơn bộ. Đi lẹ hơn đi bộ đó. Bạn em nói là người đẹp đi đâu cũng đẹp, ngộ cũng đẹp. Dạ đúng rồi. Đúng không? Bảo. Đợi em nhớ con đi một mơ vậy. Chúc Trinh. Chúc Trinh chúc học đồng đền. Chị Như xin, chị Như đi một mình cũng xin. Dạ cảm ơn. Ôi anh Bảo đi nhanh quá. Chị Như nhiêu tuổi chị Như anh này hỏi. Chị Như ơi, chị Như tuổi. Làm cho chị Như cười rồi nãy, tại vì Như đang đặng hỏi tên hỏi tuổi. Dạ. Chị Như tuổi mới dám là xin. Có nói nghe hả? Bằng chị hay là bằng tên? À, tuổi à. Sao ạ? Dạ. Chị là có mãi trong lòng cả. Không, chị Như là 80 mấy. 8, 8 á. Chúc thôi là được ký chứng nhân tuyệt vời. Có ký chứng nhân nữa.